Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục sang bên Thanh Hà Câu Lươn nha mọi người. Hôm nay buổi đầu tiên mình sang Thanh Hà câu đây. Mọi người xem cái máng này, máng bẹp. Cái máng bèo nó chạy dọc xuống kia không biết nó còn xa không. Mình câu hết cái khu máng bèo này xong mình đi vào trong đây câu với mọi người nhé. Những cái rãnh, những cái gọi là người ta gọi là cái mương, người ta trước người ta đào để người ta cho thoát nước nha mọi người nhé. Mọi người cùng theo dõi mình đi câu nhé. Nếu thấy video của mình hay thì hãy cho mình một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Giờ mọi người cùng theo dõi mình đi câu nhé. Đây là cái cách của mình tìm lỗ này mọi người. Mình lấy que mình chọc nhé. Chọc nó cách ngâm nước khoảng 3-40 phân nha mọi người nhé. Chỗ nào mà có nhiều lươn thì mọi người cứ chọc nó dày dày là biết. Ô, đây như có vết rắn này mọi người. Ôi đúng rồi. Này, mọi người xem cái nốt rắn này. Mới xuống mà đã gặp nốt rắn rồi. Cả đây nữa này mọi người. Mình thử đào nốt này xem nào. Đi gặp rắn thì may đi. Đào thứ nữa là xem có chọc. Con này chắc là to hay mọi người. Mọi người xem nó, mình nghĩ con này to anh mọi người. Ôi con này chắc ở đây rồi. Con chắc ở đây rồi mọi người. Này mọi người, mọi người nhìn cái hang nó này, cái hang nó to, to kinh khủng luôn mọi người. Đây mọi người, con này khá, mình thấy cái đuôi nó này. Đấy, mình nhìn người nhìn cái đuôi nó này, vừa vẫn hai con, vừa lại nó hay có hai con đó mọi người.
bắt con này. Không biết con cua không? Đi đi đi. Ý, mạnh mạnh mẽ. Ui. Con này không biết mọi người. Con này không to lắm. Mình tưởng to. Con này được mấy nạng luôn mọi người. Con này chắc được 5 nạng. Mình tưởng to. Chẳng lẽ nào còn con nữa. Mình tưởng rất to. Mình cho túi nha mọi người. Mình đi đồng hay cầm túi theo đó. Mình đào nốt cái lỗ cái ngác này xem còn con nào không mọi người nhé. Chứ con mùa này nó hay ở đôi mà. Này con nữa này, mọi người. Con nữa. Biết ngay mùa này nó hay ở đôi lắm mọi người. Con này rất to không? Con nữa này mọi người. Thế nên mọi người đi làm vườn thì cứ cẩn thận. Đi làm vườn thì không may dẫm vào nguy hiểm lắm. Hai con này chắc được cân hai mọi người. Chắc được cân 2, về mình sẽ cân cho các bạn xem. Đi câu lươn này bắt được rắn này. Rồi mình nấp lại cho người ta nhé. Bắt được hai con này nó cũng đỡ được
đỡ được nguy hiểm cho người nhà ở đây đi làm vườn mọi người này. Đi làm vườn này không may cắt có tiếc chạm vào nguy hiểm đó. Giờ mình tiếp tục đi câu lươn mọi người nhé. Bây giờ chắc nhìn thấy rắn chắc cũng không đặc nữa, tại vì cũng chẳng còn túi mà đựng. Cái này mình cho vào cốp xe thôi, mình không cầm theo nữa. Cái này con lươn luôn nha mọi người nhé, nên mình sẽ bắt đầu câu. Con này nó con đầu tiên đấy mọi người. Con này chắc cắn mọi người. Nước nó lên, nước nó lên trình trình nha mọi người. Cắn này, cắn nha mọi người. Ô alo, tốt không mọi người? Thì em bảo là 5 phút để sang rồi anh sang. Ô nước nó to. Rộng này con đầu tiên mình cho thúng rồi. Đầu tiên giờ mình tiếp tục đi tìm các lỗ khác cho bạn xem. Rồi nữa này mình lại tìm thấy một lỗ lươn nữa này mọi người. Hôm nay trời nắng quá mọi người, hôm nay lại chắc phải 37-38 độ. Con này cắn mọi người. Ừ, con này lên cắn mọi người. Ừ, cũng rộng mọi người. Con cũng rộng. Cho thúng cho mọi người nhé. Hôm nay trời nắng lắm. Dưới này có một lỗ lươn này mọi người. Lỗ này trông rộng phết cho mọi người. Con này cắn mọi người. Cắn rồi này mọi người. Ủa, không biết có to không. Ủa, con này to mọi người. Khá là đẹp. Mình cho thúng cho mọi người nhé. Hôm nay mình cũng không được câu, không, câu cũng không được mọi người. Mình cứ nghĩ hôm nay đào được 2 con rắn này. May nhưng mà được rắn đi này, không được lươn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tìm các lỗ khác nha mọi người nhé. Dưới này mình lại tìm thấy một lỗ nữa này mọi người. Con này chắc cắn mọi người, nước lên. Cắn mọi người. Phương rộng mọi người. Giờ mình bắt đầu đi về nhé các bạn nhé. Hôm nay mình cũng không được nhiều mọi người. Thế về mình sẽ cho con xem, mình sẽ về mình cân thử 2 con rắn ấy xem được bao nhiêu nhé mọi người nhé. Giờ mình bắt đầu đi về mọi người.
Đây hôm nay mình đi trên đây mọi người. Hôm nay cũng không được nhiều lắm. Khơi khiêm hay. Không, ba người hay, hay thì không. À không, khơi, khiên, không ba mà. Người. Nhưng mà của nhạy khơi thôi, nó dụng nhiều lắm. Ông hôm nay được ít lắm. Hôm nay được ba người chắc được hơn cân luôn mọi người. Không, đua chùa đất cả ấy. Không, mà ông vua điên mà không lắm mà. Ba người chắc chúc nhau. Được đuôi rắn này biết đây. Lại đuôi rắn. Đuôi rắn gì? Mang mang mang. Nào, làm cái chả em. Được, được gần cân mốt. Xem là mình đi xem, cứ xem ở trong mạng xem. À, xem gần được cân mốt mọi người. Một đứa mấy nặng? Một đứa nửa cân, một đứa hai cân. Hôm nay câu nươn thì không được mọi người nhỉ. Không được đuôi rắn. Nếu các bạn thấy video của mình hay hãy cho mình một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Ôi trời ơi. Chào tất cả mọi người.